Đóng gói tiết kiệm xin kính chào quý vị. Hôm nay đóng gói tiết kiệm xin giới thiệu với quý khách túi đóng hàng dạng túi niêm phong xé dán có kích thước 25-35 màu đỏ tươi. Túi có bề rộng đáy là 25 cm, có chiều dài túi là 35 cm. Miệng túi có lớp băng keo xé dán cao cấp siêu dính chống nước. Khi các bạn sử dụng túi để đóng hàng thì chỉ cần xé cái lớp băng keo này ra và gập dán vào bề mặt của phía túi đối diện thì đơn hàng của bạn đã được đóng gói thành công. Túi đóng hàng được sản xuất bởi đóng gói tiết kiệm.vn, dạng túi niêm phong xé dán có màu sắc rất là tươi, độ dày phù hợp, không quá mỏng như các sản phẩm trên thị trường và cũng không quá dày. Hiệu suất đóng gói thì gấp 3, gấp 4 lần so với các cái loại túi đóng hàng khác. Và đặc biệt có một cái ưu điểm của túi đóng hàng được đóng gói hàng hóa được sản xuất bởi đóng gói tiết kiệm.vn là lớp băng keo ở miệng có màu trắng sứ như này, là lớp băng keo có chất lượng cao nhất trên thị trường, có bề rộng bản băng keo lớn. Khi mà được dán vào bề mặt của mặt túi đối diện thì bất kể một cái can thiệp nào vào cái miệng túi này đều cho làm cho chiếc túi này bị rách. Vì vậy tuyệt đối đảm bảo an toàn về vấn đề niêm phong hàng hóa trong quá trình gửi, lưu kho và vận chuyển tới tay khách hàng. Anh chị em có nhu cầu đặt hàng có thể vui lòng liên hệ với đóng gói tiết kiệm.vn qua tổng đài tư vấn và bán hàng 0839575757. Ngoài kích thước 25-35 màu đỏ, chúng tôi còn có rất nhiều các kích thước khác, màu sắc khác. Anh chị em có thể gọi điện để được tư vấn và lựa chọn màu sắc theo sở thích, theo phong thủy và theo nhu cầu sử dụng. Ngoài ra còn lựa chọn kích thước theo sản phẩm. Anh chị của em có thể liên hệ với tổng đài của đóng gói tiết kiệm.vn 0839575757.